Bộ phim Tâm Hồn Mặt Trời tập 47. Vậy mặt mũi tài xế ra sao? Cái này cũng hỏi à? Không, không có thì là không biết cái. Không biết cái gì? Không có thì là không biết tài xế trốn ở trong xe, nhìn không có rõ mặt. Vậy hả? Trời ơi, cũng may chút nữa là bể gì á. Ôi, tiểu dân khi không đi làm những chuyện này, nếu để người khác biết được, Thiến Quang Minh làm sao mà làm người đây? Không được, cái này không nói được, tuyệt đối không nói ra. Xin lỗi bác trai. Alo, Trung hả? Quốc Thủ, tôi Trung đây. Đội Tâm với Tiểu Diễn đã về tới nhà rồi, nó còn biết một tiếng, yên tâm đi nha. Được, làm phiền cậu quá. Phải rồi, ba của cậu đang ở chỗ tôi. Không có gì, đúng lúc gặp phải vụ án cướp siêu thị. Xin lỗi, để bác nói một chút. Cậu chờ chút nha, bác trai muốn nói chuyện với cậu. Trung à, bà nói con nghe, bây giờ cô về nhà liền, phải họp hội nghị gia đình, chuyện lớn rồi. Được. Anh Trung, có phải Chí Long đã xảy ra chuyện gì không? Không phải Quốc Thủ, mà là ba tôi đang ở chỗ Quốc Thủ. Ông ấy nói với tôi kêu tôi về nhà ngay. Ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nếu ba anh tìm anh, vậy thì anh mau về đi, không cần ở đây đâu. Anh Trung, cảm ơn nha, để tôi tiễn anh về. Chị dâu, không cần cách sáo gì đâu, nên làm thôi mà. Tiểu Diễn à, để hôm khác chú tới chơi điện tử với con nha. Dạ được. Cẩn thận đó. Bye bye chú. Anh Trung, cảm ơn nha. Bác trai à, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Đâu có, chuyện trong nhà thôi, không có chuyện gì lớn lao. Đài Bắc rất là khó sống. Bác trai, cũng không tới nổi. Tôi biết cậu khá rồi. Tôi đang hỏi là hỏi Tuấn Kiệt. Con cũng không tới nổi. Không tới nổi. Trong cảm giác của tôi, không tới nổi là không được tốt lắm. Bác trai, nói như vậy, con với tổ trưởng Viên đều cần phải cố gắng hơn nữa. Không, sự thật phơi bày trước mắt rồi, rất rõ ràng rồi mà. Thanh tra Cao đúng là rất rành nghề, nhất là đi khách sạn càng nghề hơn. Ba, Tuấn Kiệt nói như vậy là khiêm tốn, ba còn tưởng ảnh không tốt thật hả? Lẽ nào tổ trưởng ở Đài Bắc, chức vị của cậu ta còn cao hơn cảnh sát trưởng? Thì không có. Ba tưởng là tổ trưởng ở Đài Bắc khác với tổ trưởng ở Đài Nam chứ. Tuy là Tuấn Kiệt chỉ là một tổ trưởng, nhưng biểu hiện của ảnh rất ưu tú. Như vụ án lớn Hồng Mao chính là Tuấn Kiệt phá án đó. Vụ án đó ba cũng có nghe nói qua. Nghe nói cái tên Hồng Mao đó là cậu Trung lúc nãy còn ngồi ở đây nổ súng bắn chết. Mà vụ án Hồng Mao đó cũng là sếp cao, lãnh đạo giám đốc đó nha. Bác trai, xin lỗi, con còn có việc, cứ đi trước đi. Tuấn Kiệt à, nếu cậu muốn đi thì cứ đi. Có việc mà, cậu đi đi, không sao hết. Nhưng mà phải cố gắng hơn nữa. Tuấn Kiệt, ba. Nghi An. Cậu Cao à, thật ngại quá, con gái tôi không hiểu chuyện lắm. Không, bác trai đừng nói như vậy. Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện tiếp đi. Được, con ngồi. Cảm ơn. Uống cà phê đi. Ba, mẹ. Trung. Ba, qua đây ngồi. Có chuyện gì quan trọng kêu con về liền vậy? Ngồi đi, ba nói con nghe. Hôm nay ba đi tuần tới cái khu của Quốc Thủ thì gặp một cái vụ cướp siêu thị. Cướp hả? Chắc ông không có đi đuổi theo cướp đó chứ. Dĩ nhiên có. Ông cũng làm ơn đi, bao nhiêu tuổi rồi còn đi đuổi theo người ta. Ông không sợ bị người ta đuổi ngược lại? Đừng có coi thường tôi. Ba,
con biết chuyện này rồi. Lẽ nào là thần thám hắc cẩu này của chúng ta có công bắt cướp, được trao quân chương danh dự. Đừng có ngốc quá, nếu đúng là như vậy, cái đuôi của ổng đã dởn lên lâu rồi. Làm gì như bây giờ, mẹ thấy làm lỡ gì người ta thì có. Tôi làm lỡ gì người ta, đừng có để tôi bắt được hai thằng đó nghe. Trời ơi, bà đừng có đi xa vấn đề nữa. Đã nói với bà cái này không có phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc tôi đuổi theo tới đó, đáng lẽ hai người đó đã bị tôi tóm cổ rồi, cuối cùng tôi nhìn thấy. Ba, ba nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Tôn Dân. Ba thấy Tôn Dân. Bây giờ cổ đang ở đâu? Con đi tìm cổ. Ê, chờ đã. Trời ơi, nghe ba nói nè. Ba, con phải đi tìm cổ. Ba chưa nói nó ở đâu là sao con tìm? Ờ, phải hả? Nè, ba, nói cho con biết đi. Cổ đang ở đâu vậy? Thì xe của mấy thằng cướp không? Ba nói cái gì? Trên xe mấy tên cướp à? Tiểu Dân bị bắt cóc sao? Con định làm gì? Con phải gọi điện thoại báo cho Quốc Thủ, nói với cậu ấy con bị bắt. Trời rồi. Trời ơi, không có gọi được con ơi. Tại sao không gọi được? Bây giờ Tiểu Dân có thể mất mạng bất cứ lúc nào đó ba à. Con nghe ba nói đi, không có gọi được. Trời ơi. Ba cho con bắt con sát đi. Đã nói không được, Tiểu Dân là đồng phạm. Ba nói cái gì? Tiểu Dân là đồng phạm à? Ba chính mắt ba nhìn thấy. Lúc ba chạy tới đó, nhìn thấy Tiểu Dân á lấy xe chở hai người đó đi cho bộ. Sao lại như vậy được? Không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Ba, chắc chắn là ba nhìn lầm rồi. Mắt nó to tổ bố như vậy, không lẽ nhìn lầm sao? Trời tối như vậy, chắc chắn là ba nhìn lầm mà. Tối thì tối nhưng mà đèn sáng trưng à. Ba nhìn thấy đó, nó nhìn thấy ba. Nó đang ngồi trên xe, nhìn nó hoảng hốt dữ lắm. Ánh mắt nó khi nó nhìn thấy ba hả? Ba nhìn là biết ngay, nó biết ba liền. Mặt của nó ba không biết thì sao? Lạng tới lạng luôn, tao biết rồi được rồi cái liền à. Ôi, đúng là chết thật rồi. Đáng lẽ nói là Tiểu Dân chỉ bị mất tích thôi, bây giờ vừa xuất hiện lại trở thành cướp. Hiểu lầm. Chắc chắn là hiểu lầm. Bây giờ phải làm sao đây? Có báo cảnh sát không? Mẹ, không được báo cảnh sát. Bây giờ không biết chuyện này là thật hay giả, làm sao báo cảnh sát được? Con trai à, con không tin vào mắt của ba hay sao hả? Chính mắt ba đã nhìn thấy chắc chắn rồi ba mới nói. Chẳng lẽ ba lại nói xạo, cố ý hãm hại rồi chi? Ba, không phải là con không tin ba, mà nhất thời con không cách nào chấp nhận được thôi. Ba cũng vậy thôi. Nếu không phải chính mắt ba nhìn thấy, ba cũng không có tin. Không tin con gái của anh Quang Minh lại trở thành cướp được. Vậy bây giờ, vậy chuyện lớn như vậy, có nói cho chị biết không? Bây giờ không được nói cho bác ấy biết. Chuyện này còn chưa điều tra rõ, không thể để bác ấy lo lắng nữa. Ồ, Trung à, con đúng là đối xử với mẹ Tôn Dân còn tốt hơn với mẹ nữa đó. Thôi đi, bây giờ chắc chắn tâm trạng của thằng Trung nó cũng tệ lắm rồi, đừng có nói mấy cái chuyện lảm nhảm. Mẹ, ba, con nhờ ba mẹ, chuyện này đừng bao giờ nói ra ngoài. Vậy con định phải làm sao? Con không biết. Con không tin Tiểu Dân lại làm chuyện như vậy. Nói chung cho dù thế nào, con sẽ nghĩ cách tìm được Tiểu Dân, hiểu rõ sự thật. Đại ca, cô về rồi à? Dương Chí Long đâu? Đại ca, xin lỗi, chúng tôi
Kim Tử này, ủa cậu ta tin tưởng nó như vậy mà nó dám trêu tao? Năm lần bảy lượt gạt tao. Đúng đó, hôm nay suýt chút bị nó gạt rồi. Hai tụi mình chút nữa vào hang cọp. Mặt Trắng à, cũng may tụi mình phát hiện ra cái mật thất đó có lối thông, có thể thông ra phòng làm việc. Không thôi là hôm nay tụi mình tiêu rồi. Không sai, không ngờ phòng làm việc của Phúc Khí còn có nhiều cơ quan như vậy. Có lẽ lần sau tụi mình có thể lợi dụng được những chỗ này. Ngốc à, Phúc Khí Động mà hai người nói thật sự là ai? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói tới người này hết? Chị Dâu, chị không biết hả? Phúc Khí Động này chính là đống sự trưởng còn lớn hơn ông Lâm. Tôi cảm giác ổng như là người giấu mặt vậy. Tôi và Mặt Trắng cũng là gần đây mới biết nhân vật này thôi. Ngay cả ông Lâm cũng phải nghe lời ông ta. Vậy thì có nghĩa là cái chết của Vĩnh Sang chắc chắn có liên quan tới ông ta. Nếu đã vậy, ông ta cũng là kẻ thù của tôi. Tôi sẽ không tha cho ông ta đâu. Đại ca, hành động hôm nay thất bại là lỗi của tôi. Nhưng mà anh đừng có sốt ruột. Cho tôi thêm một chút thời gian. Chỉ cần có cơ hội, tôn dân này đã nói là làm. Chuyện đã hứa với anh, tôi chắc chắn sẽ làm được. Đáng lẽ mình ở lại Đài Loan là muốn gặp Ngọc Kiều một lần. Bây giờ cổ lại rơi vào tay của đống sự trưởng. Mình không thể nào gặp cổ nữa. Mình phải làm sao đây? Tôi Kim Tử à, dạ. Đừng có đi qua đi lại nữa được không? Ông Lâm, lúc nãy đống sự trưởng giở cái trò đó, tôi tới bây giờ còn đang rung nè, tim còn đập thình thịch. Tôi ngồi không yên đâu. Ngồi xuống đi, tao đã phiền lắm rồi. Bị mày đi qua đi lại vậy càng phiền hơn. Được rồi, không làm phiền nữa. Không làm phiền, ngồi xuống. Ông Lâm à, nói thật nha, nếu tôi nói với ông thì có lỗi với ông, mà không nói thì tôi có lỗi với tôi. Nhưng mà tôi nhất định phải nói. Ông cũng phong lưu thiệt đó nha. Trước đây Dinda, ông đánh người ta xong cũng không đi ăn ngủ một câu. Bây giờ là chạy ra ngoài tìm người tình cũ. Còn vì người đàn bà này làm lỡ việc của đổng sư trưởng, chẳng trách ông tức giận như vậy. Nếu tôi là ông cũng không nghe lọt lỗ tai hay đâu. Coi như tôi chưa nói đi. Nhìn thái độ của đổng sư trưởng đối với Ngọc Kiều, không lẽ là họ biết nhau? Thực ra là quan hệ gì đây? Tôi biết. Nó nhỏ thôi, con nhỏ đang ngủ. Ông Lâm, tôi nói ông nghe, đổng sự trưởng à. Con nói như vậy làm sao tôi nghe được hả? Đừng lớn chút đi. Trời ơi, ông khó phục vụ thiệt đó nha. Lớn tiếng thì chê lớn tiếng quá, nhỏ tiếng thì chê nhỏ tiếng quá. Ý của tôi nói là người tình cũ của ông không chừng trước đây là người tình cũ của đổng sự trưởng. Ông với đổng sự trưởng là anh em họ đó nghe. Cậu nói cái gì vậy? Ăn nói lung tung. Hey, coi như tôi chưa nói đi. Người làm đại ca như ông đều rất phong lưu, tôi cũng không có quản được. Hey. Ba ơi, ba đang cãi nhau với ai vậy? Tiểu Tuệ à, không có đâu. Ba nói chuyện hơi lớn tiếng làm cô tỉnh ngủ hả? À, xin lỗi nha, con ngủ tiếp đi ha. Tuy đấu sự trưởng nhất thời tha cho con Tuệ, nhưng mà ngày mai ông ta sẽ làm gì không ai biết được. Như vậy không ổn. Nếu con Tuệ đi theo mình, chắc chắn sẽ có chuyện. Dứt khoát giờ nên ra chăm sóc giùm, chờ mọi chuyện lắng xuống mới đi đón nó về. Con gái à, con gái.
đi theo ba ra ngoài ha. Ông Lâm à, con bé đang ngủ ngon mà ông dẫn đi đâu vậy? Mẹ em đi được có nhiều chuyện. Tôi Kim Tử, đừng có theo tao. Không đi theo thì không đi theo, thái độ gì vậy chứ? Cũng không nghĩ lại coi, lúc nãy không phải thằng Tương Kim này cản lại, con gái ông với người tình cũ của ông không biết đã chết như thế nào rồi. Đúng là vô lương tâm mà. Tức chết được. Bây giờ mặt trắng với thằng ăn ốc chắc chắn tưởng mình phản bội họ. Phải mau tới đó giải thích mới được. Kỳ lạ, sao cửa không đóng vậy? Bà Trương à, có nhà không vậy? Tôi là Viên Tú Kiệt đi. Em sẽ không để anh giống như lần trước nữa đâu. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Trước kia rời khỏi Đại Nam chính là muốn vượt qua Cao Vĩnh Thành. Không ngờ anh tới Đại Bắc bao lâu nay tình hình vẫn như vậy. Không những không vượt qua Cao Vĩnh Thành, ngược lại còn để hắn tiếp tục quên quân. Vậy thì sao? Khẩu khí đó anh nuốt không trôi. Đàn ông mấy anh cạnh tranh thì liên quan gì tới tình cảm của hai chúng ta? Sao trà chát quá vậy? Cả loại trà ngon một chút cậu cũng không mua nổi sao? Sau này Tina lấy cậu, chẳng phải cả đời cơm canh đạm bạc à? Bác trai, con tin là con sẽ không cả đời như vậy đâu. Có lòng tin thì tốt, nhưng mà cậu đừng quên, cậu không cha không mẹ, không tiền, lại không có gia thế. Trong ngành cảnh sát này, loại người không có gia cảnh như cậu muốn thăng quan còn khó hơn là lên trời nữa, cậu có biết không? Tina, em tới không đúng lúc. Điều đó anh đã từng nói rồi. Nhưng mà em vẫn không hiểu ý của anh. Anh cũng không chịu nói rõ với em. Đối với em, không có vấn đề đúng lúc hay không, chỉ cần em được ở bên cạnh anh, vậy là được rồi. Tina, có những chuyện em không hiểu đâu. Anh nói em biết thì em sẽ hiểu. Tại sao anh không nói em biết lời nói trong tim anh? Em cứ có cảm giác trong lòng anh em không bao giờ bằng Khải Lợi. Chuyện của anh, Khải Lợi lúc nào cũng biết nhiều hơn em. Cả chuyện em muốn biết anh đang ở đâu, em còn phải gọi điện thoại hỏi cổ là tại sao? Khải Lợi chỉ là đồng nghiệp thôi. Vậy còn em,
em cũng là đồng nghiệp. Bác dậy rồi sao? Hôm nay bác thấy thế nào? À, khỏe hơn rồi. À, cháo của con nấu là lấy canh gà nấu. À, ăn cho nóng đi. Cảm ơn con nha, có lòng như vậy. À, phải rồi Trung à, bên phía cảnh sát có tin của Tiểu Vân chưa? Không có. Bác gái, Tôn Dân rất bình an. Nhưng mà cô ấy kết bè đi cướp chiếc bọn xã hội đen. Bác kêu con làm sao nói với bác đây? Bà Tôn, chào. Chào cô. Bà Tôn, bà đúng là có duyên lắm đó. Mới sáng sớm đã có một anh chàng đẹp trai tới thăm bà. Buổi tối thì lại có một cô gái rất xinh tới chăm sóc cho bà. Cô gái nào rất xinh? Thì là tối qua đó. Tối qua? Đâu có. Tôi ở một mình suốt mà, làm gì có cô gái nào. Cô y tá, cô nói tối qua có một cô gái xinh đẹp tới thăm bác gái. Cô ấy trông thế nào? Tới đây lúc nào? Cô có nhìn rõ không? Cô tới lúc nào thì tôi không có biết. Nhưng mà cô ra về lúc khoảng 9 giờ. Trông cô xinh xinh gầy gầy, nhưng mà xa quá tôi không nhìn rõ lắm. Xin lỗi nha. Ra về lúc 9 giờ. Lúc đó bọn mình đang ở nhà Tina. Lúc 10 giờ thì ba nhìn thấy Tôn Dân. Gầy gầy, xinh xinh. Không lẽ là Tiểu Dân? À, chắc chắn là Tiểu Dân. Chắc là nó rồi. Nhưng mà nó đã tới thăm bác, tại sao không gọi bác một tiếng chứ? Lẽ nào nó không muốn nói chuyện với bác thật sao? Bác gái, không chừng lúc Tôn Dân tới, thấy bác đang ngủ, không muốn gọi bác dậy. Bác gái, ít ra chúng ta biết bây giờ cũng bình an vô sự, bác yên tâm rồi chứ. Chí Long, anh về rồi hả? Chắc là anh mệt lắm. Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, đi lấy điểm tâm sáng cho ba đi. Dạ. Hả? Cảm ơn con nha. À, nè nè nè, nghỉ ngơi một chút. Nè, xoay qua kia, em xoa bóp cho anh. À, được rồi, cảm ơn em. Sao rồi? Có tìm được người chưa? Vì hai tên cướp mà bận suốt ngày đêm, vẫn chưa bắt được. Anh đành phải giao lại vụ án xuống dưới, chỉ họ tiếp tục điều tra. Tối qua không tìm được không sao, dù gì thì chắc chắn cũng tìm được mà. Hả? À, anh khỏe rồi. Nè nè nè, em ngồi xuống đi. Không thôi chút nữa là em mỏi tay đó. Không đâu. Tối qua anh bất ngờ ra ngoài, làm em với Tiểu Diễn cảm thấy ngại lắm. Xin lỗi em nha. Nhưng mà họ cũng mừng cho chúng ta thôi. Chúng ta có thể kết hôn lần nữa. Thật là không dễ. Tuệ Tâm nè, lần này anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, chắc chắn không để em thất vọng nữa. Lần này em cũng phải là một người vợ chín chắn, không để anh lo lắng, phải thông cảm anh hơn. Nè, Tiểu Diễn. Cảm ơn con nhiều. Điểm tâm sáng tình yêu của Tiểu Diễn đây. Ba ơi, chờ tới lúc ba đám cưới, con sẽ làm chú rể phụ của ba. À, được 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 được, cho con làm rể phụ với lại chụp hình cưới chung với ba mẹ, con thấy sao? Dạ. Ba ơi, con nói ba nghe nè, con muốn tìm bạn học cùng lớp với con Tiểu Như cùng làm dâu phụ cho ba đó. Tiểu Như? À, được 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 được, nhưng mà con phải nói thật với ba, có phải là con thích Tiểu Như không? Ba đừng có nói bậy mà, Tiểu Như sẽ không chơi với con nữa đâu.
Cô bé Tiểu Như này nhìn như thế nào, có xinh không? Con không có biết mà. Được rồi, được rồi. Anh mau ăn xong thì đi nghỉ đi. Mệt vậy rồi, hai người còn ở đó tranh cãi nữa. Tội Tâm, tuy là bây giờ công việc của anh thoải mái hơn, nhưng mà vẫn có những tình huống bất ngờ, nguy hiểm cũng là khó tránh nữa. Em có sợ không? Chí Long, em không sợ. Thời gian này em đã nhìn rõ rất nhiều việc. Em thấy anh ở ngoài đối mặt với bọn người xấu, về tới nhà còn phải lo lắng cho em với Tiểu Diễn, cuối cùng bị điều chức. Tự nhiên em cảm thấy em thật sự quá ích kỷ. Em không thể tiếp tục như vậy nữa, cho nên em mới phải nói với chính mình, em phải học tập. Em phải học làm vợ của một người cảnh sát, một người vợ cảnh sát kiên cường, kiên cường giống như anh. Em không muốn để anh phải lo lắng cho em, cho nên bây giờ em không sợ gì hết. Con cũng không sợ. Chúng ta đều không sợ, Tiểu Diễn dũng cảm nhất. Tối hôm qua cửa hàng này xảy ra vụ cướp, mấy em có nhìn thấy không? Không có ông ơi. Tao nói cho mấy ông biết nha, nếu mấy ông nhìn thấy mà không nói thiệt, chính là cấu kết với bọn cướp. Tới lúc đó tao sẽ bắt nhốt mấy ông luôn. Bị nhốt cũng được đó chứ. Được ăn cơm miễn phí nè, còn có chỗ để ở nữa, vậy cũng được mà. Trời ơi, đúng là tức chết được. Tóm lại là tao nói cho mấy ông biết, nếu mấy ông biết mà không khai báo thì mấy ông đáng đời. À, cầm hộp đâu? Lúc nãy ông nói hỏi chuyện xong thì sẽ được lãnh cầm hộp mà. Cầm hộp đâu? Đúng rồi, cầm hộp đâu? Được, cầm lấy. Đây, chúng ta cầm hộp. Chà, thơm quá à. Đúng là chán chết, khỏi không biết gì hết mà còn phí cầm hộp của mình. Ê, mình đi hỏi Phúc Khí, không chừng ông ta sẽ biết. Kỳ lạ, đồ đạc không có đụng qua, xem ra bãi cả đêm còn về rồi. Đi đâu được chứ? Ngốc kêu. Ông Dương à, chờ chút. Sếp. Sếp à, sao sếp lại ở đây vậy? Tối hôm qua tôi tới tìm bãi, cuối cùng cũng không thấy người đâu. Tôi còn yên tâm, mới tới đây xem thử. Xem ra là cả đêm không về rồi. Ông có biết bãi đi đâu không? Tôi không có biết. Có phải là bà ấy đi làm rồi không? Tôi không có rõ. Có thể như vậy đó. Tôi đi nha. Khoan đã. Ông ăn nói ấp ấp úng, chắc chắn là biết chuyện gì. Nói mau. Không liên quan tới tôi đâu. Chuyện gì mà không liên quan tới ông? Có phải Trương Ngọc Kiều đã xảy ra chuyện gì không? Đúng rồi. Tối hôm qua tôi đi làm về, nhìn thấy bà ta bị người ta bắt. Hình như bà ta bị ngất rồi thì phải. Có lẽ bị bắt cóc rồi. Hả? Bị bắt cóc sao? Năm xưa không nghe anh nói gì hết, mà tự nhiên biến mất, không có một chút tin tức gì. Ba với mẹ ngày nào cũng khóc vì anh. Ba mẹ sợ anh có chuyện gì, ngày nào cũng cầu trời khấn Phật. Ba mẹ cứ lo lắng cho anh, lo lắng tới đổ bệnh. Tại sao anh không chịu liên lạc với mọi người ở nhà? Cho tới khi trước lúc ba mẹ chết, ba mẹ vẫn còn gọi tên anh. Không thấy anh, ba mẹ đúng là chết không nhắm mắt. Cho dù em có tìm anh thế nào, cho dù em đi đâu tìm, cũng hoàn toàn không có tin gì của anh. Anh biết không, cho tới khi ba mẹ đã qua đời, ba mẹ vẫn còn rất nuối tiếc. Ừ.
quyết tâm bước lên con đường này thì phải lục thân không nhận, từ bỏ tất cả tình cảm, chuyện đó tao đã giác ngộ lâu rồi. Không ngờ anh lại có thái độ này. Vậy là những giọt nước mắt năm xưa của ba mẹ đều uổng rồi. Năm xưa anh cứ chê nhà mình nghèo, anh phải bước vào xã hội đen, anh muốn kiếm nhiều tiền. Phải rồi, bây giờ anh là một ông chủ lớn, nhìn bề ngoài đúng là oai phong lắm, nhưng mà vậy thì sao chứ? Tất cả người thân của anh đều qua đời hết, anh chưa kết hôn, không còn cái, sống cô đơn thui thủi một mình. Trong lòng anh có cảm thấy vui không? Tao có được địa vị ngày hôm nay, tao có thể hô phong quán vũ trên xã hội này, mày biết tao đã phải trả giá bao nhiêu không? Gia đình với tình cảm tao đã bỏ lâu rồi, có cục diện như ngày hôm nay tao cảm thấy là đáng. Lý lẽ lệch lạc là ai nói một người muốn thành công thì phải từ bỏ người thân của mình? Anh có biết là lúc đó ba với mẹ chỉ phải tìm anh, ngày nào ba mẹ cũng cầm tấm hình của anh đi khắp nơi hỏi người ta, đi khắp nơi trông chờ người ta. Ai ngờ anh lại trở thành như ngày hôm nay. Tại sao anh không chịu liên lạc với ba mẹ? Tại sao anh phải đi chỉnh hình? Đừng có hỏi nữa. Bây giờ mày đã biết là tao, chiếu theo lý mà nói, tao phải giết mày. Anh trả tay đi. Em đã sống tới từng tuổi này rồi, em cũng đã cam tâm tình nguyện. Cả đời này em sống đau khổ như vậy, có lẽ chết đối với em là một cách khác để giải thoát. Cuối cùng là anh sợ cái gì? Bây giờ em là người thân duy nhất của anh, tại sao ngay cả em anh cũng không tin? Đừng có nói nữa. Alo. Mời ông ta vào. Qua. Dạ, có gì cần dặn? Canh chừng cho kỹ, ta sẽ quay lại. Dạ. Ôi, hạnh phúc ơi, để anh chờ thêm là ngại tới quá. Chơi vậy. Xin lỗi nha, con người của tôi chuyện tốt thì không có mấy, mà chuyện xấu thì quá trời luôn. Hôm nay tới phiền ông đây. Đừng có nói như vậy, chúng ta là quan hệ gì chứ, anh đừng có khách sáo nữa. Chính vì có quan hệ cho nên mới rảnh là chạy tới chỗ ông liền đó chứ. Không sao đâu. Chuyện là vậy, tối qua tôi gặp phải một vụ cướp siêu thị. Để hắc cẩu này gặp phải chuyện trộm cướp, tôi đâu có để mặt được đâu.
Tuy là tôi hơi vàng chút, nhưng mà tay chân còn nhanh nhẹn lắm mà. Tôi đủ theo để bắt được người đó. Tới lúc sắp bắt được chúng rồi, bỗng dưng tôi thấy có người. Bản thân tôi cũng hết hồn. Vậy là cả bọn chúng chạy mất tiêu luôn. Ê, sau đó tôi có đi hỏi bọn vô gia cư ăn mày ở gần đó, đúng là tức chết được luôn à. Tốn tiền mua mấy hộp cơm hộp vậy mà chẳng hỏi ra được cái gì hết. Tôi mới nghĩ ông quen biết rộng, định tới thỉnh giáo một chút, không chừng tin tức còn nhanh hơn nhiều đó. Ồ, anh Phúc Khí. Sao? Bộ có tâm sự hả? Không có, tôi làm gì có tâm sự chứ. Rồi, có chuyện gì ông phải nói cho tôi biết đó nghe. Biết đâu Hắc Cẩu này có thể giúp được cho ông thì sao? Không có, không có. Nếu tôi đúng là có chuyện gì cần anh Hắc Cẩu giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ mở miệng mà. Tôi đang nghĩ chuyện ngày hôm nay anh tới tìm tôi đó là chút chuyện nhỏ thôi mà, có cần phải tìm tôi không? Không. Nếu mà nói cái vụ án cướp siêu thị này, cái đó không có hiếm, cái đó xảy ra hàng ngày. Trọng điểm là người mà tôi nhìn thấy chính là cô nữ cảnh sát Tôn Dân mà trước đây đã bị khai trừ đó chứ. Tôn Dân à? Đúng rồi, chính là cô bạn gái trước đây của Hồng Mao và thằng Trung nhà tôi thích đó mà. Cái cô Tôn Dân này nè, chính là cô gái của Tôn Quang Minh bị tên Bạch Tặc Thần đánh chết đó. Tôn Dân là con gái của Tôn Quang Minh à? Đấy, trước đây tôi có nhờ ông thăm dò tên Bạch Tặc Thần, chính là muốn có cái để mà ăn nói với mẹ con của họ. Vậy mà quên rồi hay sao? Ôi trời ơi, tôi đâu có, tôi sao quên được chứ. Chỉ là đầu óc tôi nhất thời chưa xoay kịp thôi mà. Tôi đúng là cũng nghĩ không thông, tại sao Tôn Dân lại cùng hai thanh niên đi cướp siêu thị để làm cái gì. Nó lái xe đó bọn chúng, nó thiệt là lạ nghe. Sau khi nó bị thôi việc, tại sao từ Bạch Đạo biến thành Hắc Đạo nhanh quá à? Lạ thiệt, rốt cuộc là tại sao chứ? Tối qua tôi suy nghĩ suốt một đêm, tôi đã nghĩ ra một lý do. Khả năng duy nhất chính là nó bước vào Hắc Đạo là cố ý. Nó muốn nghĩ cách tìm ra tên Bạch Tặc Thần để trả thù cho cha của nó. Bởi vì trước đây Hồng Mao muốn tìm tên Bạch Tặc Thần giùm cho nó để trả thù cho cha nó mà. Bây giờ thì Hồng Mao chết rồi, manh mối này coi như là cũng bứt luôn. Có phải nó muốn dứt khoát tự bước chân vào, nhưng có thể sớm tìm ra được cái tên Bạch Tặc Thần để trả thù cho cha của mình không? Không thôi, nghĩ xem, một đứa con gái rất bình thường, bản thân mình đã rút lui từ ngành cảnh sát rồi, sao có thể từ Bạch Đạo chuyển sang Hắc Đạo cái rụp vậy? Với kinh nghiệm phân tích vụ án bao nhiêu năm trời của tôi, ông cảm thấy nó có lý hay không? Có lý, bây giờ tôi nghe ông nói như vậy thì tôi đã hiểu. Được rồi. Nếu như là chuyện liên quan tới Tôn Quang Minh, tôi nhất định sẽ điều tra giùm ông. Thiệt hả? Có câu này của ông thì tôi quá yên tâm. Cảm ơn. Không đâu, sẽ không để anh Hắc Cẩu đây thất vọng. Thì tôi không quấy rầy ông nữa, làm phiền ông nha. Được. Ok. Có tên gì tôi sẽ báo cho anh liền. Được. Đi thông thả. Đi thông thả nha. Thông thả. Chắn tác thành ông. Cậu kêu à? Chỗ này Phúc Khí Động không biết, rất an toàn. Em chịu khó một chút hả? Tôi phải đi. Không được đâu. Tôi thật không muốn nhìn thấy ông nữa. Tôi phải đi. Không được đâu mà. Ngoài kia rất nguy hiểm đó. Ngọc kêu à? Em hãy bỏ hết những chuyện trước kia của chúng ta đi. Tạm thời trú ở đây trước. Em phải biết, con người Phúc Khí chuyện gì cũng rất là độc ác. Ông ấy không tha cho em đâu. Tôi không cần ông cứu tôi. Ông không giết tôi đâu. Tại sao em lại tự tin vậy? Bởi vì tôi là em ruột của ông. Hả? Chẳng trách hôm đó anh đã cảm giác như hai người biết nhau. Thì đã hai người là anh em ruột.
mấy chục năm nay. Ông lúc nào cũng ở bên cạnh anh tôi sao? Phải. Trên đời đúng là có những chuyện trùng hợp tới như vậy. Ông nói với tôi, trước kia ông vì muốn cố gắng trên sự nghiệp nên ông mới bỏ tôi. Ông nói như vậy tôi có thể hiểu. Nếu ông đi theo anh tôi làm ăn chính đáng, kinh doanh đàng hoàng, thì tại sao bây giờ đã thành công mà hai người lại không muốn trở về Quan Tông Diệu Tổ? Đồ kêu à, anh thật sự có lỗi với em. Thôi được rồi, anh nói thật cho em biết luôn, anh và Phúc Khí bề ngoài là người làm ăn, trên thực tế những việc bọn anh làm đều là giết người phóng hỏa, cướp giật bắt cóc. Bởi vì nói tiền này là dễ kiếm nhất. Ảnh vẫn không thay đổi, ông cũng không thay đổi. Ông với anh tôi là hai người thân nhất của tôi. Không ngờ bề ngoài của hai người trông có vẻ oai phong như vậy, thì ra hai người lại đi kiếm thứ tiền này. Cậu kia, xin lỗi, anh hy vọng em cho anh một cơ hội. Nếu anh lấy được tiền, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Không kịp đâu, quá khứ đã là quá khứ. Bây giờ trong lòng tôi chỉ muốn tìm được con trai tôi. Chúng ta có con trai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.